Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Muốn tăng trưởng kinh tế bền vững, cần cải cách thể chế mạnh mẽ theo hướng dân chủ. Ngày 4 tháng 12, AFA Tiếng Việt có bài bình luận của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, Nguyên trưởng khoa Chính sách Công, Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam. Bài viết có tựa đề, nhích lại gần phương Tây hơn vì mục đích tăng trưởng. Theo tác giả, những năm gần đây, tăng trưởng GDP của Việt Nam trôi sụt, có xu hướng giảm. Tại phiên toàn thể ngày 29 tháng 11 của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, các nghị quyết được ban hành về thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thiện và thực thi các chính sách cải cách thể chế. Trong khi đó, ông Chủ tịch nước Công du Tokyo để nâng cấp quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên đối tác chiến lược toàn diện. Còn Thủ tướng Chính phủ có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE để xúc tiến đầu tư. Hình ảnh bài bình luận trên AFA. Tác giả phân tích, có tăng trưởng mới có thêm việc làm, mới có thêm thu nhập, mới nâng cao được mức sống ổn định xã hội. Hơn thế, có tăng trưởng mới có thể đảm bảo được tính chính danh của Đảng Cộng sản và chế độ. Những động thái ngoại giao nhích lại gần phương Tây hơn của giới lãnh đạo nhằm mục đích kinh tế trước hết là cứu tăng trưởng thay vì cải cách đột phá. Nhưng để cứu tăng trưởng, theo nghĩa tăng trưởng bền vững, thì mở cửa phải gắn liền với cải cách thị trường, nhất quán trong một chính sách. Nếu chỉ mở cửa về mặt kinh tế thôi, sẽ là không biện chứng, thị trường đòi hỏi phải cải cách thể chế, cả kinh tế và chính trị phù hợp. Từ sau khi đại hội lần thứ 13 năm 2021, xu hướng mở cửa năng nổ hơn với những cuộc đón tiếp lãnh đạo nước ngoài tới thăm dồn dập và tần suất cao, những chuyến công du tới các nước có chế độ chính trị khác nhau. Tuy nhiên, tác giả cho hay, một chính sách mở cửa năng nổ đang bị thách thức, sự cân bằng bị phá vỡ khiến giới lãnh đạo lo lắng trước những cơn gió ngược từ kinh tế thế giới suy giảm, sự chia rẽ giữa các cường quốc, các cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, Hamas-Israel, sự căng thẳng địa chính trị, cạnh tranh có thể chế mang tính ý thức hệ, tất cả khiến cho thị trường rối loạn, cầu giảm và đứt gãy chuỗi cung ứng. Tác giả cho rằng sự ổn định chính trị là điều cần thiết cho môi trường đầu tư. Nhưng nếu nó được duy trì bởi sự sợ hãi, thiếu công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình từ phía chính quyền và trì hoãn các quyền công dân được quy định trong hiến pháp, thì sự tăng trưởng kinh tế không thể bền vững. Hình ảnh Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng bên trái và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Tokyo hôm 27 tháng 11. Tác giả nhận xét, các tập đoàn xuyên quốc gia, các doanh nghiệp tư nhân nước ngoài có tính độc lập tương đối với chính phủ trong quyết định đầu tư kinh doanh. Họ nhạy bén với môi trường thể chế và có tầm nhìn toàn cầu. Sự trỗi dậy hung hăng và phi dân chủ của Trung Quốc là một trong những hệ quả của sự dịch chuyển vốn FDI ra khỏi Trung Quốc. Nhưng Việt Nam chỉ là một trong nhiều lựa chọn điểm đến. Những vấn đề về thể chế đã khiến tập đoàn Intel không tiếp tục mở rộng đầu tư và tập đoàn Ørsted dừng toàn bộ kế hoạch điện gió ngoài khơi Việt Nam, đồng thời Bộ Thương mại Hoa Kỳ khó công nhận nền kinh tế Việt Nam là kinh tế thị trường. Về nội bộ thể chế, những vấn đề về lao động chỉ là hình thức vì thiếu vắng công đoàn độc lập. Tác giả đề cập đến phát biểu của Tổng Bí Thư, nhấn mạnh rằng công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội do Đảng lãnh đạo. Tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13 vào ngày 2 tháng 12 vừa qua, Như vậy, các quyền hiến định về thành lập các hội đoàn biểu đạt bị trì hoãn thực thi, các nguyên tắc thị trường bị phá vỡ. Tác giả bình luận, nhích lại gần phương Tây hơn mới chỉ là điều kiện cần để cứu, còn muốn tăng trưởng kinh tế bền vững, cần phải cải cách thể chế mạnh mẽ, đột phá. Những vấn đề được trình bày ở trên cho thấy cải cách tăng trưởng còn nhiều khó khăn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Muốn tăng trưởng kinh tế bền vững, cần cải cách thể chế mạnh mẽ theo hướng dân chủ. Kissinger và Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 3 tháng 12, BBC Tiếng Việt đăng bài Việt Nam Cộng Hòa, ông Kissinger đã nói và làm gì với hai tổng thống Nixon và Nguyễn Văn Thiệu của tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng là cựu tổng trưởng kế hoạch Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1973 đến năm 1975, phụ tá về tái thiết của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, hiện đang định cư tại Hoa Kỳ.
Ông là tác giả của hai cuốn sách nổi tiếng Khi đồng minh tháo chạy 2005 và Khi đồng minh nhảy vào 2016. Hình ảnh bài bình luận trên BBC tiếng Việt. Tác giả cho biết tại Bắc Kinh, các quan chức và truyền thông Trung Quốc đang thương tiếc cái chết của Henry Kissinger. Tác giả trích lời ông Tập Cận Bình ca ngợi Kissinger là chiến lược gia nổi tiếng thế giới và là người bạn cũ tốt lành. Bởi Kissinger có một tầm nhìn về trật tự thế giới tam cực, đưa Trung Quốc lên ngang hàng với Hoa Kỳ và Liên Xô. Vì vậy, ông đã có những đóng góp lớn lao để nối lại bàn giao Mỹ-Trung nửa thế kỷ trước, rồi từ đó đã tiếp tục yểm trợ cho quốc gia này trở thành cường quốc số 2 trên thế giới. Nhưng tác giả cho hay, để làm được những điều đó, Kissinger đã mở cửa Bắc Kinh, đóng cửa Sài Gòn. Năm 1972, Kissinger bắt được tay ông Mao, thì năm 1973, ông buông ngay tay ông Thiệu. Năm 1973 đã đưa danh vọng của Kissinger lên tuyệt đỉnh khi ông nhận được giải Nobel vì đã mang lại hòa bình cho Việt Nam và cho cả Hoa Kỳ qua Hiệp định Paris. Tác giả dẫn phê phán trong cuốn sách Kissinger: A Biography năm 2005 của tác giả nổi tiếng Walter Isaacson cho rằng để thi hành hiệp định này thì cần phải thực hiện một sự phản bội kinh hoàng đối với chế độ miền Nam Việt Nam. Và dù cố ý đánh lừa một đồng minh, ông Kissinger vẫn thoát thân được mà danh tiếng không hề bị tổn hại, thật là đáng ngạc nhiên. Hình ảnh cuộc gặp ngày 29 tháng 11 năm 1973 giữa phụ tá ngoại giao của Tổng thống Thiệu, ông Nguyễn Phú Đức với Tổng thống Nixon và Kissinger. Tác giả đề cập đến sự kiện ngày 29 tháng 11 năm 1973, cách ngày ông Kissinger tạ thế đúng 50 năm. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Thiệu nghi ngờ Kissinger không báo cáo đầy đủ về Hiệp định Paris đối với Tổng thống Nixon, nên ông muốn gặp trực tiếp ông Nixon nhưng bị Kissinger ngăn cản. Sau đó, Tổng thống Nixon đồng ý gặp phụ tá ngoại giao của Tổng thống Thiệu là tiến sĩ Nguyễn Phú Đức. Tại cuộc gặp này, ông Đức đã trao cho Tổng thống Nixon bức tâm thư dài 24 trang của Tổng thống Thiệu, trong đó có câu: "Nhân dân Việt Nam không thể làm gì ít hơn là gửi tới ngài một cách hết sức chân thành và thẳng thắn quan điểm của họ về vấn đề này, vì họ sẽ được sống hay phải chết tùy theo giải pháp đàm phán sắp được kết thúc." Tuy nhiên, theo tác giả, Kissinger lại nói với Nixon rằng cuộc gặp này là vì lý do chính trị, vì ông Thiệu đang bị chống đối ở Sài Gòn nên muốn có buổi họp để chứng tỏ với dân chúng rằng ông ta có sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ. Đồng thời, Kissinger còn mạ lị ông Thiệu và khuyên ông Nixon phải cứng rắn đến mức tàn nhẫn. Kissinger còn nói rằng tất cả phía Việt Nam Cộng Hòa đã đồng ý với hiệp định, chỉ trừ ông Thiệu, đồng thời cố vấn cho Nixon phải ép Việt Nam Cộng Hòa chấp nhận hiệp định. Hình ảnh lá thư mời Kissinger tranh luận về Việt Nam năm 2010, nhưng ông ta im lặng. Tác giả cho biết trở về Sài Gòn, ông Đức báo cáo với Tổng thống Thiệu: "Tổng thống Nixon nói với tôi rằng, hiệp định này chỉ là một mảnh giấy, điều quan trọng là chúng tôi quyết tâm yểm trợ các ông." Nhưng lịch sử đã xảy ra khác hẳn. 2 năm sau Hiệp định Paris, Việt Nam Cộng Hòa đã đi vào dĩ vãng, nhưng tiếng tăm của ông Kissinger vẫn tiếp tục nổi lên như sóng cồn. Bởi ngay từ mùa hè năm 1972, ông ta đã cố vấn cho Nixon rằng việc Bắc Việt nuốt trọn miền Nam là do hậu quả của sự bất tài của miền Nam. Sau khi ông Thiệu trả lời phỏng vấn một tờ báo Đức với nội dung "Người Mỹ đã phản bội chúng tôi", Kissinger đã viết một lá thư cho ông Thiệu để phân trần. Thư có đoạn viết: "Giả như năm 1972 chúng tôi đã biết được những gì sẽ xảy ra cho Hoa Kỳ, thì chúng tôi đã không tiến hành như chúng tôi đã làm. Tôi không trông đợi sự thuyết phục được ngài. Ít nhất, tôi có thể cố gắng xin ngài tin tưởng ở lòng hối hận và sự kính trọng vẫn còn của tôi." Tuy nhiên, vào năm 2010, trong một hội thảo tại Bộ Ngoại giao Mỹ, Kissinger đã phần nào thú nhận một cách mập mờ về trách nhiệm của mình, hầu hết những sai lầm ở Việt Nam do chính chúng tôi gây ra cho mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Kissinger và Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.